Rồi, ok. Hello, xin chào anh chị em nhà đầu tư. Thì hôm nay ngày 21 tháng 9 thì hôm nay Gấu sẽ ngồi lại review về chart VN-Index cũng như là mình sẽ sơ lược qua về một số điểm nhấn chính trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay ha. Thì đầu tiên nói về VN-Index á thì ngày hôm nay á là có cái mức thanh khoản tương đối là cao nha. Thì khoảng 7.700 tỷ. Kế đến đó là sàn HNX là khoảng là 1.200 tỷ và sàn Upcom á thì khoảng là 488 tỷ. Thì nếu mà tổng cộng lại thị trường chung của Việt Nam ngày hôm nay á thì ở vào mức 9.500 tỷ, thì cái mức này gọi là một cái mức tương đối là cao nha, chứ không phải là một mức tương đối là thấp đâu ha. Thì kế đến mình sẽ cùng điểm qua về cái phần giao dịch của khối ngoại ha. Thì ngày hôm nay á là khối ngoại á, là mua bán và khớp lệnh ha. Thì khối ngoại mua bán khớp lệnh và thỏa thuận á thì vào khoảng mức là 99 tỷ ha. Trong khi đó tập trung gom chủ yếu là BLX. BLX thì cổ phiếu này là khối ngoại gom là đã rất là nhiều ngày rồi ha. Cái đến là Vinamilk, VRE, Vietcombank, SSI, đây là những cái cổ phiếu mà khối ngoại gom mạnh ha trong ngày hôm nay. Và trong khi đó là có một số như ví dụ như trường hợp Vinhome này nè. Vinhome này là khối ngoại liên tục bán ra trong trong khoảng là 5 đến 10 ngày ngày trước nha ha. Thì kế đến là bây giờ mình coi giao dịch của tự doanh ha. Giao dịch của tự doanh thì ngày hôm nay là khoảng 195 tỷ, thì nó gần là gấp đôi là giao dịch của khối ngoại. Thì khối tự doanh là hôm nay là chủ yếu là gom là VN30 ha. Thì hôm nay là khối tự doanh chủ yếu là gom VN30 nha. Rồi, ok. Kế đến nữa là cái dòng tiền thì hiện tại á, là mình đang thấy á, là cái dòng tiền á, là nó đang quay trở lại là lưu chip nha. Thời điểm khoảng 2 tuần trước thì tập trung ở penny, nhưng mà thời điểm này á, thì là dòng tiền đã quay trở lại là lưu chip ha. Rồi, ok. Thì kế đến nữa là mình sẽ đi qua chart Vini. Thì nãy giờ thì mình có ngồi mình vẽ lại cái chart Vini, thì mình thấy á, là cái chart Vini này á là hiện tại á, là đang hình thành mô hình cốc tay cầm ha. Thì hiện tại á, là nó có một cái đường tăng giá ở đây đó. Kế đến nữa là nó có một một cái vùng nè, một cái vùng đáy mà nó đã điều chỉnh tại đây ha. Kế đến nó là giống như là một cái này là cái cốc vậy đó ha. Còn cái đây là một cái miệng cốc, nhưng mà cái miệng cốc này á, thì nó chưa có phải là miệng cốc cứng nha. Nè, cho nên á, là mình vẫn có thể cho nên là Vini á là có thể là sẽ có một nhịp chỉnh lại nữa. Giống như ngày hôm nay mở cửa thì Vini đã tạo một cái gap. Hôm nay là Vini tạo một cái gap nha. Nè, Vini tạo một cái gap ngay chỗ này và thoát lên và thoát khỏi vùng 900 và nhảy lên khoảng là 904, 905 đó. Đó. Thì mình thấy á là với cái mô hình mà xu hướng mà cốc tay cầm này á thì là Vini là vẫn đang trong một cái mô hình là uptrend nha, chứ chưa có gì gọi là downtrend hết ha. Thì cái này là mình đã nhận định là rất là nhiều rồi đó. Thì với cái mô hình này á thì không phải là Vini là cứ break khỏi cái mô hình này á là nó sẽ tăng liền được đâu, mà khi mà nó break khỏi mô hình này á là nó sẽ có những cái nhịp điều chỉnh. Thì điều chỉnh là có thể là mình nói nôm na là để đón những bạn nào đang cầm tiền có thể là quay trở lại lên tàu đó ha. Thì ok. Thì lý do mình nói nó điều chỉnh á thì hiện tại á là nó có một cái gap ở chỗ này, cho nên là nếu mà trường hợp mà phiên giao dịch ngày mai mà Vini về vùng 900 ha, tạo một cái đà lấp lại cái gap chỗ này ha bằng một cái nến đỏ về vùng 900 thì là cơ hội cho mình tiếp tục mình gia tăng cổ phiếu ha, chứ không phải là ở đây là chưa có dấu hiệu gì để cho một cái thị trường sập hết ha. Còn anh chị em nào á, mà cẩn thận trong đoạn này á thì mình có thể á, là mình chờ khi mà chỉnh về 900 nó bật lên thì mình mua luôn cũng được ha. Thì như trước đó thì mình vẫn kỳ vọng á, là Vini về vùng là 940 nha. Nhưng mà không phải là Vini là về liền vùng 940, mà có thể là nó sẽ lên và nó chỉnh lên và nó chỉnh lên và nó chỉnh, thì có thể là giữa tháng 10 hoặc có thể là đến cuối tháng 10 thì nó mới về được vùng 940 nha. Thì mình kỳ vọng đi như vậy thì nó mới chắc chắn, chứ không phải là một phiên nó kéo 5 điểm, một phiên nó kéo 10 điểm, một phiên nó kéo 10 điểm nữa thì nó lên 940 rất là nhanh, thì như vậy là rất rất là nguy hiểm nha.
Thì kế đến nữa là mình sơ lược qua về tình hình thế giới nha. Thì đối với tình hình thế giới á, thì ngày hôm nay á là thị trường châu Âu ha, khi mà mở cửa ra thì hiện tại là thị trường châu Âu là đang đang rất là đỏ ha, đang đang chỉnh rất là mạnh. Và ngay cả ngày hôm nay á là khi mà VN bắt đầu tăng khoảng 8 điểm 9 điểm, khoảng 7 8 điểm đó, thì vào phần phiên chiều khi mà Dow Jones Future mà giảm xuống khoảng 300 đến 400 điểm á, thì lúc đó là cũng có một cái lực bán rất là mạnh vào cái phiên chiều ha. Thì cái lực bán này á, thì nó đây là đây như sáng nay là cái lực mua rất là mạnh, nhưng mà chiều lại có một cái lực bán ở chỗ này ha, cho nên là VN nó bị một cái nến là rút cái đầu này ha. Thì mình vẫn 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 hy vọng và mình vẫn kỳ vọng là VN có thể là về vùng 900 xong rồi nó tạo đà bật lên hơn là nó thủng. Tại ở đây thì nếu mà trường hợp mà hình thành đúng một cái mô hình như vậy thì là VN cửa tăng nó rất là mạnh chứ không phải là giảm mạnh đâu ha. Rồi ok, thì hiện tại là mình thấy là Dow Jones đỏ và cho đỏ, thì lý do Dow Jones và cho đỏ là hiện tại là do là chứng khoán là thế giới là đang chao đảo vì một loạt tin xấu nè. Thứ nhất là virus đang bùng phát trở lại tại châu Âu, là cái chết của thẩm phán tòa án nhân dân tối cao nha, có nguy cơ khiến các nhà lập pháp phân tâm khỏi việc thông qua khối kích thích tài khoá. Thì ngay cả là cái cổ phiếu ngân hàng của Mỹ là đang chịu một áp lực sau một cái báo cáo buộc họ đồng lõa trong việc xử lý các tài khoản tiền bất hợp pháp, trong khi chủ tịch nhà sáng lập Nikola nè đã từ chức trong bối cảnh bị cáo buộc gian lận nè, ha. Thì chứng khoán đó là nó đang bị giảm vì cái tin này nha. Đó thì nhưng mà mình cũng không cần phải lo, tại ngày mai là bên chỗ Fed là họ công bố về một cái chính sách mới, thì hy vọng là nó sẽ có một chính sách tốt thì chứng khoán nó sẽ tăng trở lại nha. Thì ngày hôm nay là Dow Jones là nó bị giảm mạnh, cho nên là nhiều người trong nhiều room Zalo mà mình có theo dõi á thì họ vẫn đang nói là ngày mai là sập mạnh, nhưng mình thì mình không nghĩ là nó sẽ sập đâu đó, cho nên là anh chị em cũng có đừng hoang mang quá, thì mình cứ theo dõi cổ phiếu nào tốt mình cứ nắm giữ ha, những như cổ phiếu nào không tốt thì mình cũng canh, ví dụ như mình có thể mình giảm tỷ trọng ở những cái cổ phiếu đó ha. Thì với cái chart VN này á thì mình thấy á, là đang là ở một cái xu hướng là tăng á, nhưng mà anh chị em cũng đừng có quá lo lắng quá ha ha. Rồi cái đến là mình nhìn qua sơ về cái thị trường thế giới ha. Thì về giá dầu ha, về giá dầu hiện tại á, là giá dầu á, là nó giảm ha, nó đang giảm khoảng 2%. Thì cái phần giảm này, nó giá dầu thô thì nó đang giảm khoảng là 2,8% ha. Thì cái phần nó giảm này á, là đa số là theo những cái tin của thế giới, ví dụ ngày ngày hôm nay cung như thế nào, ngày mai cầu như thế nào thì nó sẽ giảm theo như vậy ha, chứ cũng không có gì mà xấu hết ha. Thì khi mà giá vàng giảm á, thì giống như ở đây khi mà giá vàng giảm thì giống như thường thường người ta hay nói là giá vàng giảm thì sẽ tập trung qua bên chứng khoán, tiền sẽ đổ về chứng khoán này kia cái thì mình cũng hy vọng ha, thì thời gian tới là cái thị trường chứng khoán Việt Nam nó sẽ tăng mạnh để cho anh chị em nhà đầu tư cũng sẽ có được gia tăng lợi nhuận hơn ha. Thì hiện tại là thị trường thế giới là nó đang rất là đỏ ha, nó đỏ vì những cái tin mà hồi nãy là mình đã share hết rồi đó, chứ không có gì là quá khủng khiếp để cho nên anh chị em cũng có đừng quá hoang mang này cái trong đây ha. Đó thì ok, thì mình hôm nay thì mình thấy có cổ phiếu là Vinamilk nha. Hiện tại là cái cổ phiếu này là đang rớt khỏi cái vùng kháng cự, rớt khỏi cái vùng tích lũy nè,
Cho nên hiện tại là ngày hôm nay á, là nó đã tăng mạnh lên luôn là ở một mức là 130. Thì Vinamilk này á, là một câu chuyện riêng nha. Đó, thì nó là một cái câu chuyện chia cổ tức ha. Cho nên là người ta có thể mua và kỳ vọng vào cái mức cổ tức mà Vinamilk chia sẻ cho nhà, mà Vinamilk chia cho nhà đầu tư nha. Đó. Ngay cả giống như là Thế Giới Di Động đi. Thế Giới Di Động ngày hôm nay là nó cũng cũng tăng. Ha, Thế Giới Di Động ngày hôm nay cũng tăng mạnh, lý do là cái chuỗi Bách Hóa Xanh đó là nó ra cái báo cáo rất là tốt đó, thì mình cũng kỳ vọng ha là thị trường sắp tới là sẽ tăng mạnh ha. Rồi ok, mình chỉ có một số nhận định vậy, thì chúc anh chị em nhà đầu tư gia tăng lợi nhuận nha.